Những đau khổ ám ảnh lấy tôi dần trở thành thói quen. Mommy, what is this? Với tôi lúc đó, con trai là nguồn động lực lớn lao nhất để tôi vượt qua mọi khó khăn. City Onion. Yeah! Yeah! Đúng rồi thôi, đêm hôm chỉ xa chỉ sổ, không để cho ai ngủ hả? Con tôi từ lúc biết nói, chỉ nói tiếng Anh. Để hiểu con, tôi đã cố gắng rất nhiều. Gian nan, vất vả, tôi chịu được hết. Tôi chỉ mong lo được cho con khôn lớn thành người. Những lúc con nói mà tôi không hiểu, nó giận lắm. Lúc ấy tôi thấy mình thật có lỗi với con. Cái gì con? The tower. Cái này à? No. Cái này nữa gì? No. No. Tôi chỉ sợ con mình sẽ bị tự kỷ mất thôi. Đây, nhanh cái tay lên. Bà đi đi. Đang làm đứng lên, làm ra thế. Sao sao cái bàn bên kia đi. Nặng, nặng, nặng. Yeah. Bên đây nè. Nặng, yeah. Lỏi thế. Cháu học tiếng Anh ở trên điện thoại đấy ạ. À, vâng, chị ơi, phần mềm này chị có thể học tiếng Anh cùng con ở trên máy tính hoặc trên điện thoại. Tiếp tục nha. Con nhìn vào đây. Okay. Không lo được cho con như những người mẹ khác. Tôi chỉ biết cố dành dụm, mong một ngày nào đó con sẽ được học tiếng Anh như bạn bè cùng trang lứa. Mua được cả laptop à? Đi về đây. Anh đừng có về tìm mẹ con tôi nữa. Bố. Thằng Trung có năng khiếu ngoại ngữ, tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Bố. Thằng anh làm cái quái gì? Đi về đây. Tôi không đi. Đi vào. Đi vào đây. Đi vào. Muộn đã đòi à? Đi về. Anh làm cái quái gì đấy? Này này này. Này. Ôi. Đàn ông đàn ăn thì người đánh đi vào đây. Anh làm cái gì đấy? Đàn ông thì người đánh phụ nữ. Điều ổn đấy. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Hiểm nguy qua đi rồi lại ập đến. Với mẹ con tôi, chặng đường phía trước vẫn còn gian nan lắm. Con à,
mẹ xin lỗi con. Dù có phải trôi dạt về đâu, mẹ sẽ luôn bảo vệ con, cố gắng để lo cho con nên người. Giọt nước mắt lăn trên khóe môi, con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày sẽ tự lát về. Đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ, bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên. I love you, Mom.